chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc. Đừng quên nhấn like và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, hôm nay mình chia sẻ những cái chú chó có bộ lông độc đáo nha các bạn. Ở đây là chúng ta xem thư giãn cuối tuần nha các bạn ơi. Đây là một chú chó mà siêu độc lạ, một người chủ đã chia sẻ trên Facebook cá nhân đó các bạn. Thì các bạn biết là ngày nay thì chúng ta thường là nuôi những cái loại chó mà rất là dễ thương ha các bạn, giống như một cái thú cưng trong gia đình và rất là yêu mến cái con thú cưng đó, giống như là một trong những cái loài mà cuốn con như thế này các bạn ơi. Đây là một cái loại cuốn con mà người chủ mang đi đến tiệm để cắt tỉa lông nha các bạn. Gần đây ở thành phố chúng ta cũng có cái dịch vụ cắt tỉa lông, cho nên là cái việc mà tạo hình thì có nhiều cái sáng tạo nha các bạn. Đây là một cái chú chó có bộ lông cực kỳ đẹp, cực kỳ dễ thương. Thì người chủ yêu cầu cạo hết cái bộ lông của chú chó này nha các bạn, chỉ còn để lại tạo hình trái tim trên cái lưng của anh này thôi. Khi mà tạo hình xong thì chắc có lẽ ảnh thấy cái trên thân thể của ảnh là trụi lũi hết trơn á. Nhìn nữa thì cũng đáng yêu, nhưng mà mọi người dân cư mạng thì nói là không nên cạo hết lông như vậy, tại vì còn bộ lông để bảo vệ cho nó nữa. Sau khi mà được tạo bộ hình rồi, chú này lăn ra ngủ rất là ngon ha các bạn. Đôi khi trong cái tạo hình á, có nhiều cái loại tạo hình mà rất là dễ thương và cực kỳ là sáng tạo. Cho nên là khi nhìn chú chó này, dân cư mạng rất là yêu có chú chó này các bạn ơi. Cái tạo hình trái tim rất là đặc biệt và sau đó là nhuộm nha các bạn. Nhuộm cái màu hồng này thì các bạn biết là khi nhuộm thì cái người thợ nhuộm người ta làm rất là kỹ để không thôi nó lem qua cái phần mà da trắng đó các bạn. Khi tạo hình xong rồi sau đó là đem nhuộm nha các bạn ơi. Khi mà thợ nhuộm người ta rất là khéo tay kỹ càng để nhuộm bộ lông được như thế này. Ngày nay thì phổ biến là nhiều gia đình nuôi thú cưng giống như là chó, nuôi mèo và nuôi chim và cá kiển vân vân, thì mỗi người sẽ chọn một cái loại thú cưng mà chúng ta nuôi. Và những cái loại thú cưng này thì mua từ nước ngoài, có thể là giống xuất phát từ nước ngoài nha các bạn. Những cái loại chó này rất là mắc. Nhìn thấy cái bộ lông anh này dễ thương quá à. Ở đây thì cũng có nhiều cái giống chó mà gần đây mình biết được đó các bạn. Đó là một cái giống chó Poodle và cái giống chó Shih-Tzu của Hàn Quốc nha các bạn. Nhìn hai cái giống chó này rất là dễ thương, đặc biệt là cái giống chó Poodle đó các bạn. Nó là có cái gương mặt của nó là lông của nó sụ xuống, thì những người chủ nuôi thời gian phải đem đi tỉa cắt lông ha các bạn. Và những cái loài chó này thì khi chúng ta chăm sóc nó không khác gì là trong em bé phải đi chích thuốc nè, cho ăn uống phải kỹ nè, rồi những cái thức ăn của nó trong hàng ngày mình phải chăm sóc cho kỹ để không thôi là nó đau bụng. Rồi những cái chú chó này phải đi khám định kỳ thường xuyên và đi bác sĩ thú y. Và khi mà đi bác sĩ thú y cũng mắc tiền lắm nha các bạn. Khi mà chú chó bệnh nằm viện là ở lại cái nơi mà chỗ cơ sở thú y chăm sóc thôi các bạn, một ngày mấy trăm ngàn nha các bạn ơi. Đây là giống chó Poodle siêu đẹp nha các bạn. Cái giống chó này xuất phát ở Đức. Trước đây thì họ là không có phổ biến, nhưng mà sau này là giống chó này phổ biến trên thế giới. Khi họ nuôi những chú cuốn con này họ chăm sóc rất là kỹ nha các bạn. Những anh chàng này phải đi bác sĩ thường xuyên nè, phải đi khám bệnh nè, rồi những cái thức ăn hàng ngày cũng vậy nha các bạn, theo thực đơn. Khi mà chăm sóc những cái chú cuốn con thì chúng ta giống như chăm sóc một em bé ở trong nhà ha các bạn. Mà các chú này rất là cực kỳ dễ thương luôn các bạn ơi. Anh số 1 là chắc là bạn nữ nè. Đó, anh số 1 là giới tính nữ, cho nên anh đeo trái tim màu hồng cực kỳ dễ thương luôn. Nhìn cái mặt quá trời siêu dễ thương luôn các bạn. Còn anh số 2 thì có lẽ là buồn bã chủ đi rồi, cái mặt của anh ngồi nè, trời ơi, buồn thảm, ngóng chờ một ai đó, dễ thương quá luôn. Còn anh số 3 này cực kỳ dễ thương luôn các bạn ơi, le lưỡi chờ đợi thức ăn hoặc là đói bụng gì đó. Cho nên là những cái chú chó này đã gần gũi với con người, nó rất là khôn nha các bạn. Nếu như một ai mà có thể là sở hữu những cái chú chó Poodle này thì có thể là thương giống như là thương con mình vậy đó. Hằng ngày tắm rửa rồi chăm sóc rồi cho ăn uống, rồi đi đâu thì nhớ hoặc là đi đâu mang theo. Thường thường là những người nước ngoài đó các bạn, họ yêu quý những cái chú chó lắm,
đi đâu là họ ôm theo, là cõng trên vai. Ở Việt Nam chúng ta cũng rất là phổ biến những chú chó này, nó có cái giá trị là từ 6 triệu cho tới 12, 13 triệu thôi một chú ha các bạn, tùy theo giống đực và giống cái. Và trong đó nó có màu sắc này nha các bạn, ví dụ như màu xám nè, màu kem nè, màu đen nè, màu nâu sô-cô-la nè, vân vân, nó có nhiều màu như vậy. Mỗi màu thì cái giá trị khác nhau nha các bạn. Chú chó mà màu xám thì là cái giá trị cao nhất, còn màu đen thì giá trị thấp nhất. Nếu một lúc nào đó các bạn sở hữu một chú chó như thế này, có loại poodle thì nó không có cao to hả các bạn, nó cũng vừa và nhỏ con. Bây giờ những chú cún con có nhiều giống khác nhau đó các bạn ơi, tuy nhiên phổ biến nhất là chỉ giống chó là poodle này nè các bạn. Đôi khi chúng ta sở hữu một con chúng ta cảm thấy rất là yêu nó. Nếu các bạn đã sở hữu một trong những chú chó này thì các bạn biết rồi đó, rất là yêu và đi đâu cũng nhớ ha. Chiều hôm nay mình chia sẻ cho các bạn video này xem như là giải trí cuối tuần nha các bạn. Rất chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều, mong mọi người ủng hộ kênh mình, nhấn vào nút đăng ký để các bạn cập nhật được những video mới tiếp theo. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc một buổi chiều thật là vui vẻ. Tạm biệt.